Xin chào bạn, thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm Inventor Professional phiên bản 2017. Tiếp theo cái video trước chúng ta đã tới cái phần mà thiết kế các chi tiết nhựa, sản phẩm nhựa. Thì ta sẽ tới cái phần clip là tiếng Việt là môi đó ha. Nhưng mà cái này chúng ta sẽ là bật lồi lõm nè, để ghép hai cái viền nó khớp nối lại với nhau ha. Là kết thúc cái phần học về các sản phẩm nhựa lý thuyết á. Thì video sau chúng ta sẽ tiếp tục tới cái phần bài tập, một bài tập đơn giản thôi về cái phần mà tạo ra các cây súng mà tôi đã hướng dẫn bạn á, cây súng mũ thôi, súng nhựa thôi ha. Rồi trong đây, đây là cái file này tôi vừa hướng dẫn các bạn trong cái phần mà tạo snap fit nè ha, bắt dính khớp cái ngàm móc và ngàm lỗ nè, thấy chưa, là phần snap fit. Rồi video này tôi sẽ dùng hướng dẫn các bạn phần clip nè. Clip này là tạo cái phần đường viền mà nó khớp nối viền thôi ha, khớp nối viền thôi, đơn giản thôi. Rồi khớp nối viền á, thì giả sử như giờ các bạn có thể là lấy lại cái file này cũng được, nhưng mà giả sử tôi làm mới đi, làm mới để cho những bạn nào mới ban đầu xem video này có thể làm được. Matrix nè, Sanda, Ray, rồi New Sketch, rồi tạo ra một file mới. Đây file này kích thước bao nhiêu tùy ý các bạn cũng được ha, bạn cho kích thước bao nhiêu cũng được, giả sử như bạn cho bao nhiêu cũng được, 100 hay gì, bạn cho hình vuông cũng được ha, hình gì cũng được, kích thước 100, giả sử 100 đi. Rồi sau đó tôi Infinite Sketch, tôi extrude lên như thế này, đây extrude lên như thế này. Rồi độ dày là giả sử như là 10 luôn đi, ok, làm cho nó nhanh. Rồi thì thông thường người ta sẽ làm hai cái file khác nhau ha, nhưng trường hợp này tôi muốn làm nhanh, hướng dẫn các bạn cho dễ, thì tôi làm trên cùng một file luôn đi cho nó bạn dễ hình dung. Sau đó tôi lấy mirror, tôi đối xứng hai đối tượng này ra qua một cái mặt phẳng này, mirror đối xứng đó ha, cái này đối xứng nè. Rồi ok, tôi đối xứng được hai đối tượng qua cái mặt phẳng này rồi ha. Rồi tôi thực hiện cái việc là ẩn cái mặt phẳng đi, nhìn rối mắt quá. Rồi sau đó tôi thực hiện tạo vỏ là cell nè ha, tạo vỏ. Vỏ chúng ta dày 1 ly, giả sử tôi cho dày 1 tí đi, cho nó cái bài này hướng dẫn cho dễ, tôi cho dày 4 ly đi ha. 4 ly là 4mm. Rồi như thế này. Sau đó tôi nhấn OK, tôi thực hiện xóa hai mặt đó, thấy chưa? Rồi, tôi thực hiện cái việc mà tạo ra cái khớp nối như thế này. Thì khớp nối thì bây giờ giả sử như tôi sẽ tô màu đi cho bạn dễ hình dung. Tôi sẽ tô màu đi. Rồi ở dưới một màu, trên một màu. Tôi chọn đây, tôi chọn cái phần tô màu nè. Appearance ha, phần tô màu. Tô màu đỏ đi. Rồi cái mặt đây tôi sẽ tô màu gì đây, tô màu vàng đi, cho hai màu nó tương phản với nhau. Rồi một cái vàng cái đỏ ha. Rồi như thế này. Rồi cái vàng cái đỏ. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện tạo cái khớp nối như thế này, trong cái phần Elastic Spar nè, thấy chưa, trong môi trường 3D model ha. Nè 3D model. Rồi ta tới cái phần này clip nè, thấy chưa, bạn nhìn cái biểu tượng của phần mềm bạn cũng biết được nè, hai khớp nối khớp ghép lại nhau. Rồi clip vào đây thì một cái hộp thoại clip xuất hiện nè, thì nó chia làm hai phần, phần trên là phần dưới đây, thì bạn thấy là một phần dưới là phần lồi lên nè, còn phần trên là phần lõm vào, thấy chưa, hai phần. Rồi thì giả sử tôi tạo phần lồi lên trước đi, clip là phần lồi nè ha. Rồi tôi chọn cái đầu tiên thì nó có hai phần chọn nè, một là bạn sẽ chọn cái gì, bạn sẽ chọn cái đường dẫn đây, ta sẽ chọn cái mặt phẳng trước, dưới đây là mặt phẳng trước hay đường dẫn trước, giả sử tôi chọn cái đường dẫn trước đi, thấy chưa, đường dẫn nè đó. Đường dẫn đây, ta sẽ chọn hết những cái đường dẫn này, thấy chưa, ta chọn hết những đường dẫn này thì sẽ tạo ra được cái phần lồi, còn phần dưới là tạo ra lít vào cái mặt phẳng. Thì tôi mới vừa lít chưa lít mà nó đã hiển thị luôn rồi. Tôi làm lại ha, cancel đây, tôi làm từ lại cho các bạn nào mới thì nó đầu tiên ta sẽ chọn cái path x, ta sẽ chọn đường thẳng, tôi sẽ chọn các đường thẳng khớp với nhau, nhưng mà tôi mới chưa chọn hai đường là tự động phần mềm nó nhận luôn rồi. Ta sẽ bước đầu tiên là sẽ chọn những cái đường thẳng bao quanh cái đường viền này, hình chữ nhật này. Cái thứ hai là gai phay, là ta sẽ chọn cái mặt phẳng mà chứa cái đường đó là mặt phẳng màu đỏ nè, thấy chưa. Rồi thì đại khái là ta sẽ làm ra một cái phần cái đường mà lồi lên thế này, tương tự như bạn thực hiện cái việc extrude thôi, lồi lên như thế này đó. Rồi ta qua đây là ta tùy chỉnh cái gì, clip này tùy chỉnh cái chiều dài lên thôi, lồi lên chiều dài bao nhiêu. Hiện tại mặc định phần mềm đang ở là 1 ly nè, là 1mm. Còn những cái này là những cái côn nè, hiện tại là cái côn là không độ, là không có côn nè, thấy chưa, nó không có côn, côn trái côn phải thì không hết, nghĩa là nó đang thẳng đứng vuông góc lên, góc 90 độ ha, nghĩa là không có côn đó. Bạn muốn côn bao nhiêu thì tùy các bạn nhập vô đây cũng được đó. Còn những cái còn lại là những cái này chiều rộng nè, chiều rộng mà chiều ngang nè, cái là chiều cao lên là 1 ly, chiều ngang là cũng 1 ly luôn, thấy chưa. Rồi bạn muốn chỉnh sửa lại bằng tùy, bạn chỉnh sửa lại đây,
ha. Giả sử như hồi nãy cái này là tôi thực hiện cái việc sell là tạo vỏ là 4 ly, thì tôi cho cái phần này, cái khớp này là bao nhiêu? Tôi cho cái khớp này là tôi cho cái khớp này là phân nửa đi, có nhiều cách chúng ta khớp nhau. Giả sử như phân nửa 2 ly thì cho chiều dài này là 2 ly, thấy chưa, 2 ly, chiều cao lên là 1 ly ha, lưu ý chiều cao lên là 1 ly, và cái chiều ngang là, phóng lớn cho bạn xem, chiều ngang này là hiện tại là đang là 2 ly nè, thấy chưa, 2 ly 2, còn cái chiều cao này lên nè là hiện tại đây là 1 ly, thấy chưa, 1 ly, đây là 1 ly đây đó. Rồi sau đó tôi nhấn ok, tôi không cho con ha, bạn muốn cho con thì bạn có thể lít vào cái góc này bao nhiêu độ thì bạn nhập con trái hay con phải nè, hai cạnh nè, hoặc là bạn lít trực tiếp vào cái dấu này nè, cái dấu mà dấu tròn tròn trên màn hình nè, bạn kéo vào kéo ra thì nó cũng là sẽ thay đổi cái con ha, con vào con ra nè, bạn thấy chưa đó, con vào con ra, hoặc là muốn lít cái đường này bạn di chuyển cũng được, muốn lít cái đường này di chuyển cũng được nè, thấy chưa, con vào con ra. Bây giờ bạn lít cái đường này nào gần cạnh bên hông là bạn di chuyển cái việc con này cũng được nè, thấy chưa? Đó. Rất là dễ ha. Rồi, trường hợp này tôi làm cái trường hợp tôi sẽ làm hai trường hợp. Trường hợp này tôi làm cái việc là phân nửa này, phân nửa kia đi. Tôi cho này là không. Rồi, mỗi bên đều con là không hết, nghĩa là không con, nó sẽ vuông góc lên 90 độ. Như thế này, ha, vuông góc lên 90 độ sau đó tôi ok. Rồi, bạn thấy là tôi đã tạo được một cái gì? Một cái việc là khớp nối đưa lên, chiều rộng là 2 và chiều cao là 1 ha. 1 ly đó. Rồi tương ứng với phần trên đây, chúng ta sẽ làm tương tự vậy, là cái phần bên phần này là ở trong là lồi lên ha, nên ở trong ta sẽ làm lõm lại. Ta chọn cái tương tự, ta sử dụng lại cái lệnh này, cái lệnh là clip này, thấy chưa. Rồi lệnh clip này thì chúng ta sẽ làm chọn, nãy chúng ta chọn cái phần lồi, chúng ta sẽ chọn phần lõm ở phía trên ha, lưu ý chọn phần lõm phía trên đây nè, phần lõm phía trên. Rồi tương tự vậy, ta sẽ chọn cái đường bát, cái đường bát là cái đường mà dẫn ta nè, đường này đường này, bốn cái đường thành một cái hình vuông, hình chữ nhật gì đó. Rồi thì bên trong này bạn lưu ý là màu hiện tại nãy là cái màu xanh lá cây là cái phần lồi, còn khi mà bạn thấy cái đường màu đỏ nghĩa là cái phần lõm vào ha, đó là cái gợi ý của phần mềm, màu đỏ là lõm vào nè. Rồi màu đỏ là lõm vào, bên trong là lõm vào ha. Rồi tùy chỉnh cái độ tương tự như cái phần mà lồi lên, lõm vào bao nhiêu thì cái chiều cao này chúng ta phải cho 1, thì tương ứng như nãy ta chọn 1 rồi ha, lõm vào 1. Rồi sau nữa lõm vào 1, và cái chiều dài nè, cái chiều rộng là 2 ly, tương ứng với bên kia rồi ha. Đó, chiều rộng này từ đây qua đây nè là 2 ly. Còn cái chiều dài là 1 ly, chính là chiều dài là chiều sâu đó, 1 ly. Thấy chưa, này là 2 ly, nó 1 ly đây. Rồi, con thì tương tự như cái trên thôi, hiện tại đang là 0 nè, con trái con phải thì là 0 độ hết. Rồi ha. Rồi, sau đó bạn nhấn ok. Nó sẽ lõm vào, bạn thấy chưa? Đó, nghĩa là một bên lồi, một bên lõm. Thấy chưa? Nó cái phần mà bên trắng ở trong đây là lồi lên nè, thấy chưa? Đây là phần lồi nè. Đó, thì tương ứng với cái phần bên trong đây thì cái phần đây là phần lõm, màu trắng là lõm nè, thấy chưa, màu trắng là lõm bên trong, hai khái nó khớp với nhau với độ sâu là 1 ly ha, độ sâu là 1 ly, và chiều rộng chiều ngang á, chiều độ dày á là 2, chiều ngang nè nghĩa là 2 ly, thấy chưa, còn chiều sâu xuống á, hướng xuống á, là 1 ly. Rồi vậy là xong ha, xong rồi. Nhưng mà sẵn đây thì tôi nói bạn thêm một cái trường hợp là cái hình chúng ta có cái hình cái máy post như thế này. Cái máy bót chúng ta là cái mặt cắt bên trong á, là nó sẽ dạng như thế này nữa. Nó còn một cái trường hợp này nữa ha. Trường hợp là máy khoan bót nè. Máy khoan bót này bạn thấy chưa? Đó, là chúng ta sẽ bị lõm ở giữa chứ không phải là lõm một phần nữa. Nên chúng ta sẽ có một cái đường rãnh ở giữa. Lưu ý bạn nhìn kỹ ha. Đó, nè nhìn kỹ nè, chúng ta có một cái đường rãnh ở giữa chứ không phải là một bên như thế này. Rồi thì làm sao? Thì ta sẽ làm cũng được thôi, không có gì khó hết. Giả sử giờ tôi xóa lại hai cái lệnh clip đi. Clip nãy giờ ta làm là một bên ha. Rồi giờ chúng ta sẽ làm là có một rãnh ở giữa, thì tương tự như thôi, bạn sử dụng là clip nè. Thì cái độ bề dày của cái tấm màu đỏ này là 4 ly ha, 4 ly thì ta sẽ giữ, tôi cho là mỗi bên là 1 đi, ở giữa là 2. Ta sẽ làm như thế này, lòi lên ha, lòi lên đây. Rồi ta chọn hết bốn mặt này. Rồi ta chọn hết 4 mặt bao quanh, tôi sẽ cho là, rồi ta cho 4 mặt bao quanh ở bên ngoài ha. Như thế này, ta sẽ điều chỉnh này là độ dày. Độ dày vô là chỉ là 1 ly thôi ha, độ dày 1 ly, thấy chưa? Nó sẽ đưa lên 1 ly. Rồi độ sâu là 1 ly luôn. Rồi tương tự vậy, ta sẽ chọn thêm cái phần bên trong nữa. Qua đây. Rồi sau đó tôi ok đi, nó không cho chọn nữa ha.
Rồi ta sẽ ok là ta tạo được một cái phần riềng bên ngoài là dày lên là một ly ha. Tiếp tục ta sử dụng cái lệnh lift nữa. Kỳ này ta sẽ chọn tiếp tục là phần bên trong. Chúng cho là một ly nữa luôn, bạn thấy chưa? Tôi làm tương tự như cái máy khoan bót á, là nó sẽ có hai ra, có hai cái lòi lên ở bên ngoài và giữa nó lõm vào ha. Như thế này. Rồi, và tùy chỉnh lại là cái độ dày tương tự là một ly ha. Lưu ý là cái chiều dày một ly. Nó chiều dày một ly này đây nè. Xin lỗi dưới đây nè, chiều dày một ly. Cái chiều dày một ly chính là cái chiều dày từ đây qua đây luôn là một ly luôn. Bên đây cũng là một ly luôn nè. Thấy chưa? Tôi làm cho dễ nhớ, chiều sâu cũng là một ly. Rồi. Cho nó ok. Tôi được hình như thế này. Bây giờ ở giữa nó có một cái rãnh 4 ly trừ mỗi bên 1 ly là cái rãnh ở giữa là 2 ly đúng không? Cái rãnh ở giữa là 2 ly. Rồi thấy chưa? Rồi, tương ứng với cái phần ở trên đây. Nè, phần dưới đây là lõm như nè. Thấy chưa? Lõm vô cái phần màu đỏ là 1 2 ly đó, chiều ngang. Bề dày bề chiều ngang á thì tương ứng với phần vàng đây chúng phải làm ở giữa là 2 ly ha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng như tôi làm sao đây? Tôi sẽ vẽ offset cái đường này lên là 1 ly đi cho nó dễ ha. Giả sử giờ tôi chọn cái mặt phẳng này đi. Rồi, tôi phán phím F7 cho nó tắt cái phần mà cắt ở phía trên. Tôi làm lại đi, tôi chọn đây. Rồi, sau đó tôi thực hiện cái việc nhìn xéo như thế này. Tôi thực hiện cái việc offset cho cái này nè. Cái mặt phẳng nào cũng được ha. Trước khi offset thì giả sử tôi reset đi. Tôi chọn reset nguyên cái phần này. Nguyên cái phần này, rồi ha. Sau đó tôi thực hiện cái việc offset. Offset đường này ra bao nhiêu? Ra là 1 ly đi. Tương với 1 ly ha, là 1mm đó. Rồi, ok. Phải đưa ra ngoài, trường hợp này tôi đã ghi vô trong rồi, tôi làm lại ha, tôi Ctrl Z lại, offset lại, tôi lấy đường này, tôi lôi ra ngoài, tôi lôi ra ngoài mà tôi nhập cái nhấn phím đắt điểm xanh đi cho nó chính xác, điểm xanh, hình như có cái gì đó nó không được đúng nè, tôi làm lại, rồi tôi nhấn offset nè, tôi chọn đường này, tôi lôi ra ngoài, với khoảng cách là trừ 1 thôi, Enter. Trừ 1mm thôi đây. Chứ nó không cho ta. Rồi nếu không cho thì bạn lít đại đi. Sau đó bạn nhấn dimension. Bạn đo khoảng cách giữa cái đường này và đường này là 1 ly ha. 1 ly. Đây là 1 ly. Là 1mm đó. Rồi xong. Rồi ta finish sketch. Ta thực hiện cái việc là đục lỗ xin lỗi. Phải làm lồi lên ha. Tại dưới đây chúng ta đã đục lỗ rồi. Dưới đây là cái lỗ màu đỏ là chúng ta đã đục lỗ vào trong rồi. Giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc là bên kia là làm lồi lên. Lồi lên cái phần đỏ này ha. Lòi lên là cái đường giữa, ta sẽ lòi lên như thế này. Ta thực hiện lại cái lệnh lift nè. Ta thực hiện cái việc là lòi lên. Lòi lên ở giữa ha. Hai bên là lòi rồi. Xin lỗi chúng ta phải đục lỗ hai bên chứ lỗi. Chúng ta không lòi lên nữa, chúng ta đục lỗ hai bên. Tôi làm dư cái thao tác này rồi. Tôi làm dư rồi, tôi xin lỗi ha. Tôi làm lại. Tôi thực hiện cái lệnh lift mà ta sẽ đục lỗ. Tại vì ở dưới này cái hình kia này chúng ta đã thực hiện cái việc là đục lồi hai bên đây thì tất nhiên là hình bên đây chúng ta sẽ đục lỗ xuống. Xin lỗi tôi làm dư. Tôi làm dư, ta sẽ đục lỗ xuống bằng cách là tôi clip nè. Ta sẽ chọn lại cái phần rìu đây. Một bên lồi tất nhiên phải có một bên lỗ lõm ha. Rồi. Ta sẽ thực hiện cái việc đục lỗ vào là một tương tự như là 1 ly luôn ha, chiều dày 1 ly và chiều sâu 1 ly luôn. Ok. Thấy chưa? Rồi, bên hông này bên phần bên trong ta cũng sẽ đục lỗ luôn. Clip đây. Chọn bên đây. Chọn 4 cái cạnh. Rồi, ta chọn 4 cạnh thì 4 cạnh này chúng ta cũng sẽ đục lỗ vào cái chiều ngang là 1 ly nè, chiều dài chiều sâu xuống là 1 ly luôn, thấy chưa? Chiều ngang là 1 ly là cái chiều này nè, là 1 ly. Và chiều sâu xuống là cũng là 1 ly luôn, là sâu xuống đây nè. Nó sâu xuống cũng là 1 ly luôn ha. Rồi sau đó ok. Hình như là tôi nhấn lộn rồi, tôi phải nhấn lại tôi nhấn đục lỗ mà tôi nhấn lộn. Rồi phải là 1 ly. Ok. Rồi bạn thấy chưa? Đó, tương ứng với đây là bạn thấy chưa? Hai cái vành ngoài là sẽ đục lỗ vào và cái giữa nó sẽ đưa lên ha. Đó, nói chung là hai cái ngoài đục lỗ thì tương ứng với phần cái bên đây bằng khi bằng ráp lại nhau thì hai cái dưới đây là nó sẽ đưa lên, hai phần rìa ngoài sẽ đưa lên, nó phần giữa thì nó lõm vào, thấy chưa? Hai cái này đã ăn khớp với nhau rồi đó. Đó là cái trường hợp thứ hai. Trường hợp mà bạn làm đơn giản hơn là bạn làm một nửa thì nó sẽ dễ. Còn trường hợp bạn làm như thế này nè, đục lỗ hai bên thì nó hơi mất thời gian hơn thôi ha. Rồi, cái video tôi vừa hướng dẫn các bạn xong cái phần clip nè, tạo khớp nối giữa hai cái chi tiết nhựa với nhau cho nó chắc chắn thôi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.